Bác sĩ nói chuẩn bị tinh thần đi, chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng mà không ai nghĩ được tới một ngày nó sẽ xảy ra. Bà ngoại như là một người mẹ của anh. Thật sự bà ngoại là còn ở gần anh nhiều hơn là mẹ. Tới một cái lúc tự nhiên một căn bệnh thì chắc là mọi người cũng biết, căn bệnh quá ác đó, căn bệnh ung thư không tha ai cả. Và bà ngoại bị, và cứ như vậy nó cứ dần dần con người đó. Và bà ngoại kiểu như là một chiến binh vậy, kiểu sống rất là quật cường, sử dụng thuốc giảm đau. Vẫn bà ngoại là đạo Chúa nên là bà ngoại vẫn đọc kinh mỗi ngày, kiểu và vẫn là control gia đình. Bà ngoại là một người đầu tàu. Và mọi người kiểu nó có một cái câu nói là chuẩn bị tinh thần. Bác sĩ nói chuẩn bị tinh thần đi, chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng mà không ai nghĩ được tới một ngày nó sẽ xảy ra. Và cả gia đình phải tốn rất là nhiều thời gian để mà chấp nhận chuyện đó. Và luôn luôn trong đầu mình luôn luôn có những cái suy nghĩ là tại sao mình lại không trân trọng những cái khoảnh khắc ở bên cạnh người này hơn.